Báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam đang có khoảng 1.000 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại hơn 50 cơ sở trên cả nước. Trong số này có 38 ca tiến triển nặng lên 4%, 17 ca tiên lượng rất nặng chiếm 1,8%. Trong số 17 ca bệnh nhân nặng này có 16 người đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và một người ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện là cơ sở có lượng bệnh nhân COVID-19 lớn nhất cả nước với 330 bệnh nhân, cũng đang chịu sức ép khi bất đắc dĩ trở thành ổ dịch và phải cách ly y tế, nội bất xuất, ngoại bất nhập trong 21 ngày. Tiểu ban điều trị đánh giá, ca bệnh nặng nhất tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là bệnh nhân 54 tuổi, quê Thái Bình. Bệnh nhân này tăng huyết áp nhiều năm không điều trị thường xuyên, sỏi thận hai bên, suy thận mạn, từng mổ lấy sỏi thận trái, nội soi tán sỏi, niệu quản, dẫn lưu thận. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19 vào ngày 4 tháng 5, từ ngày 5 tháng 5 đến nay phải can thiệp ECMO, tuần hoàn ngoài cơ thể, lọc máu. Bệnh nhân tiên lượng rất nặng do suy đa tạng, tổn thương phổi, tổn thương tim. Ngoài ra, 9 trường hợp khác tại đây đang phải thở máy, hầu hết đều mắc bệnh nền. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện Lạng Sơn cũng có 1 đến 2 ca COVID-19 chuyển biến nặng. Theo số liệu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong các bệnh nhân đang được điều trị, số người không có triệu chứng lâm sàng là 59,4%. Đến sáng nay, Việt Nam đã ghi nhận 3.836 bệnh nhân COVID-19, 35 trường hợp đã tử vong. Trong đợt dịch thứ tư này, chỉ trong 15 ngày đã ghi nhận gần 800 ca mắc COVID-19. Trong tuần qua, tiểu ban điều trị và các chuyên gia đầu ngành đã tiến hành 2 lần hội chẩn quốc gia trực tuyến điều trị một số trường hợp bệnh nhân COVID-19 có diễn tiến nặng. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.